Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin của Tờ Bóng Đá. Kính thưa quý vị, ngay trong buổi tập đầu tiên buổi sáng ngày hôm nay sau trận thắng đội tuyển U20 Myanmar, thì thầy Park đã thiết quân luật, có hành động vô cùng cứng rắn với các học trò cưng của mình sau một chiến thắng vô cùng đau tim và khiến cho người mộ thực sự khá là bất ngờ. Cùng với đó thì báo chí của Hàn Quốc có lo cho thầy Park và đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA 31, thì báo chí của Trung Quốc đã liên tục vừa qua để mắt với đội tuyển U23 Việt Nam và chia sẻ rầm rộ về đội tuyển U23 Việt Nam sau một trận thắng nghẹt thở trước đội tuyển U23 Myanmar. Đó là những thông tin chính trong bản tin của Tờ Bóng Đá ngày hôm nay. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, sau khi trận đấu kết thúc thì trong buổi họp báo vừa qua, Rui Parser cũng đã tỏ ra không hài lòng khi mà những học trò của ông đã có liên tiếp những đường truyền hỏng, những đường truyền sai và chơi chưa đúng theo ý đồ của thầy. Thậm chí thì ngay sau khi mà trọng tài cất tiếng còi kết thúc trận đấu vừa qua, Rui Parser đã phải trực tiếp xuống tận sân để gặp ngay những cậu học trò cưng của mình, đó là những Phan Tuấn Tài và đặc biệt đó chính là Nguyễn Thanh Bình. Thầy Park thì cũng đã có một cuộc chia sẻ rất lâu với các cậu học trò của mình và chúng ta cũng không biết rằng thầy đã nói những gì ở trên sân thời điểm đó, thì chắc chắn là thầy cũng đã không hài lòng và đã muốn những cậu học trò của mình phải giải quyết ngay những vấn đề vừa mắc phải trong trận đấu vừa qua. Bởi quả thực thì đặc biệt với Nguyễn Thanh Bình, với hai cú trượt chân, mà không phải là trượt chân mà là hai cú phá bóng trượt, đã mang đến thực sự cho các cổ động viên Việt Nam chúng ta thót tim, thực sự đau tim. Và nếu tình huống đó mà đội tuyển U23 Myanmar, những cầu thủ của họ dứt điểm thành công và tận dụng tốt được cơ hội thì không biết rằng là đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta vừa qua có đủ được một chiến thắng trước đội tuyển U23 Myanmar hay không. Đó là điều mà chúng ta có lẽ cũng phải nhìn nhận, phải thực sự là khách quan và chúng ta phải nghiêm khắc hơn một chút. Với những cầu thủ trẻ thì đương nhiên họ cũng cần phải có thời gian. Thế nhưng Rui Parser có lẽ ông ấy cũng muốn là phải có những cứng rắn hơn với các học trò của mình để họ nhìn nhận được vấn đề và phải cố gắng hay nỗ lực hơn nữa trong những trận đấu sắp tới thì mới mong có được những chỗ đứng ở trong đội tuyển U23 Việt Nam. Và trong ngày hôm nay, ngày 14 tháng 5 thì Rui Parser cũng đã chỉ cho những cầu thủ ở đá chính và ra sân vừa qua của đội tuyển U23 Việt Nam khởi động nhẹ nhàng, tập nhẹ nhàng thôi. Còn những cầu thủ vừa qua không được ra sân hoặc thi đấu ít thì thầy Park cũng đã cho tập luyện một cách bình thường và tăng cường vấn đề về mặt thể lực. Thầy cũng đã tiếp tục xuống tận sân để chỉ bảo, rồi tiếp tục trò chuyện với các học trò của mình để thầy trò cùng nhau nhìn nhận những điểm chưa được trong trận đấu vừa qua với đội tuyển U23 Myanmar để giải quyết những vấn đề để chúng ta sẽ không gặp phải trong những trận đấu tiếp theo nữa, đặc biệt là khi chúng ta tiến tới vào vòng bán kết, nơi đó các đối thủ sẽ rất mạnh và sẽ không giống như là Myanmar. Họ sẽ tận dụng tốt hơn những cơ hội và tận dụng tốt hơn những sai lầm mà chúng ta đã tạo ra thì chúng ta sẽ còn gặp khó khăn hơn rất nhiều. Và đặc biệt là ban huấn luyện của đội tuyển U23 Việt Nam cũng có những chia sẻ là trong trận đấu sắp tới gặp đội tuyển Uati Moraste thì Rui Parser có thể sẽ sử dụng những quân bài dự bị chiến lược trong những trận đấu vừa qua khi mà họ không được ra sân. Và thực tế là chúng ta cũng chỉ cần là ít nhất một trận hòa trước đội tuyển Uati Moraste thôi là chúng ta sẽ hoàn thành được cái mục tiêu đã đề ra. Và hiện nay thì không biết là chúng ta sẽ lựa chọn cái phương án là một trận hòa hay là một trận thắng trước đội tuyển Timor-Leste. Đương nhiên chúng ta cũng chẳng cần phải quan tâm là cái bảng B kết quả như thế nào. Còn với các cổ động viên Việt Nam thì đương nhiên chúng ta sẽ phải hướng đến một kết quả, đó là 3 điểm, là một chiến thắng và thậm chí là một chiến thắng đậm đà trước đội tuyển Timor-Leste trong những trận đấu sắp tới rồi. Và những cầu thủ như là Hai Long và đặc biệt đó là Dụng Quang Nhỏ sẽ có rất nhiều những cơ hội được ra sân trong trận đấu này. Với những phát biểu vừa qua của ban huấn luyện cũng như là chính Rui Parser, những người mà đã rất thành công cùng đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2022 vừa qua, góp công rất lớn giúp cho đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta lên ngôi vô địch. Chúng ta rất mong chờ rằng những cầu thủ này sẽ ra sân, họ sẽ thể hiện như thế nào và nếu tận dụng tốt được cơ hội của mình thì họ hoàn toàn sẽ có những cơ sở để được thi đấu trong những trận đấu tiếp theo, trận bán kết hoặc xa nữa, đó là những trận chung kết. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu mà thầy Park sẽ mang đến rất nhiều những sự tươi mới, những sự thay đổi cho đội tuyển U23 Việt Nam. Bởi như đã nói, Timor-Leste là một đối thủ không phải là quá khó chơi. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những quân bài dự bị chiến lược để dưỡng sức cho những cầu thủ trụ cột để hướng tới những trận bán kết. Và chúng ta hãy cùng chờ xem những cầu thủ đó khi được tin tưởng thì họ sẽ thể hiện như thế nào trước đội tuyển U23 Timor-Leste nhé. Và tiếp theo chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn những đánh giá về truyền thông của Hàn Quốc vừa qua. Và họ có những lý do để lo lắng dành cho Rui Parser để chúng ta có được cái chiến dịch là giành vàng tại SEA Games 31. Dù hiện nay thì chúng ta trải qua 3 trận đấu có tới tận 2 trận thắng và 1 trận hòa. Báo chí của Hàn Quốc có chia sẻ rằng U23 Việt Nam có trận đấu chật vật trước Myanmar và phải đến phút thứ 76 nhờ đội trưởng Đỗ Hùng Dũng ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng quý giá.
Nhờ có 3 điểm này mà Việt Nam vươn lên vị trí trên bảng A với 7 điểm và vẫn bất bại sau 3 trận đấu đầu tiên. Đó là những gì mà trang Esports News của Hàn Quốc có chia sẻ. Và tờ này có viết thêm rằng, dù thắng thế nhưng Hulpaser rất không hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Thừa nhận rằng là sau trận U23 Việt Nam còn mắc không ít lỗi sai, chuyền bóng và di chuyển đều chưa tốt, cũng như họ cần phải bình tĩnh hơn. Còn tờ Osen thì nhìn nhận khi cả U23 Việt Nam và Hulpaser và U23 Indonesia do thuyền trưởng ông Shin Tae-yang chỉ huy đều giành chiến thắng trong ngày thi đấu ngày 13 tháng 5 môn bóng đá nam SEA Games 31 khi mà nói rằng cả huấn luyện viên Park Hang-seo và ông Shin Tae-yang đều giành chiến thắng với đội bóng của mình, thế nhưng phản ứng là khác nhau. Ông Shin Tae-yang thì hài lòng với U23 Indonesia, còn ông Park thì kém vui hơn hẳn. Đó là bởi Indonesia đã thắng đậm Philippines với 4-0, còn U23 Việt Nam rất vất vả mới thắng Myanmar với tỷ số tối thiểu mà thôi. Mà sau trận thì ông Shin có nói rằng, tôi rất vui mừng với con chiến thắng vừa qua. Lối chơi của Indonesia là ai cũng có thể ghi bàn. Có thêm 3 điểm, chúng tôi sẽ rất thoải mái theo dõi trận đấu Việt Nam đấu Myanmar. Trong khi đó thì Việt Nam thắng Myanmar với tỷ số 1-0 và bất bại tại SEA Games 31, leo lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm. Dù vậy sau trận ông Park vẫn không vui và thừa nhận là đội nhà đã chơi không tốt. Có thể thấy rằng tuy cùng thắng nhưng có một người được hòn chọn niềm vui, còn ông Park thì lại vẫn không vui sau một trận đấu rất khó khăn vừa qua. Thế nhưng có một tín hiệu thì cũng đặc biệt là chúng ta trong những trận đấu vừa qua chưa thủng lưới bất cứ một bàn thua nào. Điều đó cho thấy rằng là dường như là đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta hàng thủ rất khó để cho đối phương có thể ghi bàn. Mặc dù chúng ta đã có khá nhiều những sai lầm nhưng đối thủ lại không thể tận dụng thành công được. Vì vậy mà không sao cả, những lo lắng, những khó khăn đương nhiên là có sau trận đấu vừa qua, thế nhưng chúng ta sẽ giải quyết được thôi. Còn cuối cùng thì chúng ta sẽ gửi tới quý vị bạn một thông tin liên quan đến báo chí của Trung Quốc. Thì phóng viên của Trung Quốc có nói một điều rằng U23 Việt Nam phụ thuộc vào cầu thủ quá tuổi, thì điều này chẳng có gì mà đáng lo cả. Cụ thể ở đây đó là phóng viên Hồ Diệu Hoa đã rất vui mừng khi mà chứng kiến đội tuyển U23 Việt Nam giành thắng lợi quan trọng. Cây viết của Trung Quốc này có chia sẻ rằng U23 Việt Nam và U23 Myanmar đã thi đấu rất tích cực ở trận đấu này. Họ thực sự ngóng đợi một suất tiến vào bán kết. U23 Việt Nam với sức mạnh nhỉnh hơn cuối cùng thì cũng đã có được chiến thắng. Tất nhiên là U23 Việt Nam phải trải qua một trận đấu vô cùng gian nan. Họ phải nhờ tới tình huống ghi bàn muộn màng của Hùng Dũng thì mới có được 3 điểm trọn vẹn. Trong 3 trận đấu đã qua thì đội tuyển U23 Việt Nam chỉ có thể ghi nhiều bàn thắng ở trong trận gặp U23 Indonesia thôi. Còn 2 trận đấu còn lại thì U23 Việt Nam thực sự gặp khó trong việc tìm vào mảnh lưới của đối thủ. Tuy nhiên cũng phải nói rằng là U23 Philippines và Myanmar đã đổ bê tông, phòng ngự vô cùng chắc chắn. Việc các đội bóng kể trên tử thủ khiến cho U23 Việt Nam gặp khó trong tấn công. Trong khi đó thì vốn dĩ là U23 Việt Nam yếu trong không ghi bàn. Hàng thủ của U23 Việt Nam thì vẫn ổn rồi, có thể nói là tốt nhất tại SEA Games hiện tại. Đó là lý do vì sao Việt Nam cần có sự phục vụ của những Hoàng Đức, Hùng Dũng và Tiến Linh. Tuy nhiên trong trận đấu tới gặp Ulsan Timor Leste thì Hulpaser sẽ có cơ hội tốt để thể nghiệm những đội hình toàn những cầu thủ U23. Nhờ đó thì họ sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho cái vòng đấu kế tiếp. Và cũng có rất nhiều ý kiến chê bai đội tuyển U23 Việt Nam đang phụ thuộc vào những cầu thủ quá tuổi. Thế nhưng phóng viên của Trung Quốc lại nghĩ một cách rất khác khi mà nói rằng sau 3 trận đấu tại SEA Games 31 thì chúng ta có thể nhận thấy rằng U23 Việt Nam phụ thuộc nhiều vào những cầu thủ quá 23 tuổi. Tuy nhiên tôi vẫn thấy không ít những cầu thủ trẻ thi đấu vô cùng tiến bộ. SEA Games đang là giải đấu dành cho những cầu thủ trẻ. Tham dự sân chơi này sẽ giúp cho U23 Việt Nam chuẩn bị tốt hơn trong vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra vào tháng 6. Các cầu thủ quá tuổi như là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh đều góp mặt nhiều cho đội tuyển U23 Việt Nam trong hành trình ở SEA Games 31 này, mà chính họ còn dẫn dắt đàn em của mình phát triển, thi đấu tiến bộ hơn qua từng trận đấu một. Do vậy tôi nghĩ rằng việc U23 Việt Nam phụ thuộc vào các cầu thủ quá tuổi cũng chẳng phải là điều gì quá đáng lo cả. Hiện nay thì trình độ của các đội tại SEA Games 31 đã được thu hẹp một cách rất đáng kể. Thế nhưng U23 Việt Nam với những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế sẽ biết cách khuất phục các đối thủ này. Người hâm mộ và đặt niềm tin vào Hulpaser, đây là một huấn luyện tuyệt vời. Ông ấy đã mang về rất nhiều danh hiệu dành cho bóng đá Việt Nam. Và tôi có niềm tin rằng tại SEA Games 31, Hulpaser sẽ cùng U23 Việt Nam giành chức vô địch trước sự chứng kiến của rất nhiều các cổ động viên nước nhà. Đó là những gì mà phóng viên của Trung Quốc có chia sẻ. Và tôi cũng hy vọng rằng là với các cổ động viên Việt Nam chúng ta hãy đặt niềm tin vào những cầu thủ, đặt niềm tin vào ban huấn luyện và đặt niềm tin vào Hulpaser. Thì khi đó chúng ta sẽ có thêm những động lực. Thế Park và các học trò của mình sẽ thi đấu nỗ lực và kiên cường hơn. Chúng ta sẽ có được điều mình muốn, đó là có được chức vô địch mà thôi. Nếu chúng ta có được cái niềm tin tuyệt đối nơi khán giả nhà, phải không ạ? Và tới đây thì bản tin của tụi bóng đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của tụi bóng đá.